Chiều nay ngày 10 tháng 1, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo hội nghị. Năm 2023, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 9 trong số 11 chỉ tiêu, nổi bật là Phương thức lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy tổ chức đảng có nhiều đổi mới, làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội. Trong năm, các cấp ủy tổ chức đảng trong khối đã kết nạp 750 đảng viên mới, vượt 150% chỉ tiêu. Năm 2024, đảng bộ khối phấn đấu 100% cơ quan đơn vị trong khối hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có từ 80% trở lên số doanh nghiệp trong khối sản xuất kinh doanh có lãi, kết nạp trên 600 đảng viên mới. Đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa yêu cầu năm 2024, các cấp ủy tổ chức đảng trong khối bám sát chủ đề công tác, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ra soát củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại hội đảng các cấp. Nhiệm kỳ 2025-2030 đổi mới nội dung phương thức nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể hướng mạnh về cơ sở để vận động đoàn viên, hội viên thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.